Giờ ngủ trưa của đàn con Siro. Một cái thời gian yên ắng rất là ngắn để có thời gian yên ắng. Cái dây hồng nè. Ngủ đi, mấy đứa cứ ngủ đi. Đực đen này, đực vòng cổ đen, đực nâu sẫm nè, đang ngủ nè. Đực quài xanh nè. Thôi em nằm ngủ đi. Cái xanh nè, đực nâu nhạt quay mặt vào trong. Đây. Ngược sáng rồi. Nhìn thấy gì rồi? Cái tím. Cái còi. Cái hồng đấy. Cái còi. Con đực còi một mình nó một chỗ. Đực quài này tương đối là tương đối là có cái tinh thần tự lọc. Đàn này thì màu mảng là tuyệt vời, khung gọng cũng khỏe. Đây đực đen này, đực đen có chủ này, tuyệt đẹp luôn. Đấy. Thực ra cái nét mặt của chúng nó là nó có cái độ tương đương nhau. Nét mặt của chúng nó là tương đương. Nhìn ở cái góc cạnh nào thôi. Có em cái còi này là nhìn mặt nó còi còi, nhìn ở trong nó hơi khác một tí. Và em đực còi này nhìn mặt nó còi còi, nhìn nó hơi khác một tí. Nhưng nếu mà khi nó nuôi riêng nó béo tốt lên thì nhìn nó cũng sẽ giống bọn này thôi. Đây, một mình ra nằm một chỗ này, em cái xanh. Thời tiết hè đầu mùa thì khá nóng với chúng nó, để cho chúng nó quen dần. Trong này là dễ chịu lắm rồi, trong phòng tương đối mát. Đây nha, bây giờ này như thế này là vì là chủ đứng, chủ không sờ mó gì vào thôi. Chứ còn nếu mà chỉ cần xoa một con là tất cả cho nó dậy ngay. Dậy cho nó nhào vào ngay, nhưng thôi để cho nó ngủ không xoa cho nó nữa. Chứ xoa cho nó là tất cả cho nó sẽ cùng dậy. Đực đen này quá đẹp dài luôn. Thôi em nằm xuống đấy đi. Đấy, vừa mới thò cái cằm xuống dưới thấp một cái là cái hồng. Đúng rồi, cái hồng. Cái đỏ. Đực này là có đực đen này, đây này. Đực dây nâu đậm này, đực dây nâu nhạt. Và đực xanh, còn lại là cái. Xinh tuyệt vời luôn. Nhìn em cái hồng quài thế, nhưng mà có lẽ là em ấy sẽ ở lại. Có lẽ là em sẽ được giữ ở lại, không có gì thay đổi. Đàn này là khung lớn lên là sẽ đẹp, vừa phải. Sẽ là một cái đàn chó khung to đấy, nhưng mà nó không bị quá dài và quá cao. Nó sẽ ở cái diện gọi là khung to nhưng mà chắc khung. Hôm nay mỗi đen được lên sóng nhiều nhỉ, vì đen còn thức và nằm ở đúng vị trí, gọi là vị trí để vào màn hình. Đẹp dài, đứa nào cũng đẹp dài nhỉ, tím xinh gái.
màu mạng thì đàn này là nó đều nhau, tất cả màu mạng nó đều rất là cháy, vàng cháy, mạng màu nét. Tầm này là giờ ngủ trưa. Thôi ngủ đi, chỉ xoa một tí thôi, xoa một tí thôi cho nó gọi là có thôi. Đấy, cái xanh ấy. Thôi được rồi, nằm đấy đi, nằm đấy, nằm đấy, nằm đấy. Xoa tí rồi bọn kia nó lại cũng dậy, lại ra đây đòi xoa thôi. Vừa mới ngủ xong. Đây này, mắt còn đang hơi đỏ đỏ này. Đang ngủ, hôm nay ngủ sâu. Cái tím với cái xanh. Có mấy con là chúng nó trèo ra đấy, khi mà để như thế này là chúng nó trèo ra ngoài chúng nó chơi. Bọn này cho chơi có giờ thôi, cho ra ngoài chơi có giờ thôi, vì nếu mà cho chơi theo kiểu cả ngày ở bên ngoài thì chúng nó phá banh nhà ra luôn. Một con thì được, chứ cả một đàn này thôi nó nô suốt ngày luôn, không có giờ nghỉ. Đấy, hai em gái xinh đẹp, hồng và xanh. Và tím, tím trèo này đi, vì con đen kia nó nằm vững chỗ hả, nó nằm vững chỗ thế nên là không trèo được lên đúng không? Đây này, con này là con đực nâu, con đực nâu nhạt này. Đấy. Mấy con đực thì nhìn nó to hơn, đực nâu đậm, đực nâu nhạt, đực đen này, nhìn ba con nó to hơn này. Đây con đen này, đây đen đây, nâu đây, nâu nữa đây, nhìn nó to hơn. Cái thì có ba con cái có thể nói là to gần như là con đực. Con cái này hôm trước cân được 6 cân rưỡi rồi đấy, thì con đực kia nó phải 7 cân rồi. Ừ, đàn này sẽ là một cái đàn khung to đấy, cân nặng của chúng nó như thế là nó nặng hơn, nặng hơn mấy đàn trước. Thôi được rồi, tím cũng to mà, tím cũng phải hơn 6 cân. Chứ anh có bảo tím còi đâu, có mỗi con hầm này còi thôi nhỉ. Nó còi là do ngày bé nó bị đau cổ mất mấy hôm đấy. Đó, đứa nào cũng yêu luôn. Đấy, hôm nay quay cập nhật cái đàn cún con của Siro tí để cho các bạn mà đã đặt cọc cái đàn cún rồi thì các bạn theo dõi cái con cún của mình. Và các bạn mà đang thì ngắm cái đàn cún này thì có thêm cái hình ảnh để có thể ngắm cái đàn cún kỹ lưỡng hơn. Ở cái điều kiện ánh sáng ban ngày đây thực ra là cũng chưa đâu, vẫn còn đang cửa sổ, vẫn còn đang để rèm này. Đó. Nhưng mà nhìn màu mảng của chúng nó là nhìn nó nét căng rồi. Ok, thôi các em ngủ đi nhá. Để hôm sau cho ra ngoài nền chơi rồi lại quay video cho nó ban ngày vậy. Ôm nhau ngủ. Chất chinh luôn nhỉ. Nhỉ. Chỉnh quá. Còn đấy là con nào? Còn đấy là con yên hình xem nào. À, con dây màu hồng nhạt. Cái. Ôm bên kia nằm. Ok thôi rồi. Em này em rất tình cảm luôn. Ngày bé là được nó ốm cho nên là cho nó uống thuốc với lại chăm nó nhiều hơn mấy ngày. Rất tình cảm. Khung đấy. Khung người của chúng nó là cái khung của nó sẽ là một cái khung rất là chắc về sau. Vừa phải to con nhưng mà sẽ chắc khung. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Ai mà quan tâm cho con của trại thì cứ lưu cái số điện thoại Zalo của trại 0981115000 nhé. Rồi gọi điện không được thì để lại tin nhắn. Một số bạn mà muốn sang xem cún con
nhưng mà mọi người lại không có nhắn tin cho mình trước để mình sắp xếp. Thế có khi đến khi sang thì một là nó ở cái giai đoạn cún con không thể gặp, chưa chưa thể tiếp xúc với người lạ được. Hai là vào lúc mình bận sang có khi là gọi điện là mình không nghe được, mình không biết. Nên là nếu mà ai mà có muốn đến ở Hà Nội gần, muốn đến xem cún trực tiếp thì mọi người cũng phải liên hệ trước với mình để xem là hôm nào có thể sang xem được. Như bọn cún con này thì có thể là khoảng tầm 4-5 ngày nữa là có thể xem cún trực tiếp được rồi này, và cũng có thể đón cún luôn, đón cún sớm luôn được. Tầm 4-5 ngày nữa là đón sớm, còn nếu mà không thì để 2-3 tuần nữa rồi đón. Đàn cún này thì hiện tại đang không nuôi ở bên trại ở bên Thúy Lĩnh, mà đàn cún này hiện tại là đang nuôi ở tại nhà ở ngõ 99 Địch Công Hạ. Vì là siro mình nuôi ở nhà chứ mình không nuôi bên trại. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. À, để yên cho chúng nó ngủ này. Vào giấc ngủ nhìn thấy mắt đỏ lòm luôn.